À, xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay em xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ đầu xe Phi 50 chuyên chở hàng với sức tải khoảng 1 tấn và hơn 1 tấn, rất là khỏe. Thì các bạn đòi đóng xe thì các bạn có thể sử dụng bộ đầu. Nếu như các bạn làm những cái xe ba bánh như kiểu xe máy thì các bạn có thể thay thế cái bộ đầu này vào cũng được. Bộ này là bộ Phi 50, hoặc là các bạn làm bộ nhỏ hơn thì làm bộ Phi 43 là được rồi. Phi 50 là Phi 43 thì nó ở cái điểm nào đấy? Đấy nó chính là cái phuộc giảm xóc này này. Đấy, thì đo cái đường kính Phi cái phuộc này là 50 thì gọi là phuộc 50 này. Còn các bạn đo Phi 43 là Phi 37 hay là Phi 31 hay là Phi 60 thì bên em đều có nhé. Thì bộ đầu 60 và bộ đầu 43 thì bên em bộ đầu 60 và bộ đầu 50 bên em đều có, và hình thức thì nó giống y chang như thế này thôi, cho nên là không so sánh ở đây, thì chỉ cần để như này cho các bạn biết thôi. Thì có nó đầy đủ mâm bánh chắn bùn là đều có. Bánh thì 450 trừ 10 trừ 12, bánh 450 trừ 2. Thì hôm qua em có quay video này cho các bác rồi đấy. Đây là cái tâm bua phanh trước này, cái loại này tâm bua phanh trước 4 ốc nhé. Đấy, còn đây 4 ốc này, 4 ốc này chéo 8, 11. Trục này của nó trục Phi 17 này, rất là khỏe. Đấy, dây công tơ mét này, dây phanh này, dây ga này. Đấy, đèn xi nhan này, đèn nét này, rất là sáng. Đồng hồ công tơ mét này, đây đồng hồ công tơ mét chỉnh vòng tua này. Tay phanh, tay côn này, bên này là tay côn, tay trái là tay côn nhé, tay trái là tay côn này. Các cái công tắc là đầy đủ này. Bên tay phải là tay phanh này, tay ga này. Đấy, đây. Thì bộ đầu này thì có giá chỉ hơn 3 triệu một chút thôi. Bánh thì bánh 450 các bạn nhé, 450 trừ 12. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của em. Các bạn lưu ý là bộ đầu này có sức tải là dưới 1 tấn rưỡi nhé, và thường thường là chỉ sử dụng khoảng 1 tấn đổ lại thôi. Thi thoảng thì cố lắm thì được tấn rưỡi, còn sử dụng 1 tấn thì với bộ đầu này nó rất ok. Phi 50 nhé, chắn bùn inox, bánh 450-12. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của em.